Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ trở lại với chế độ God. Và vũ khí mình cầm đó chính là cây Kuri Vip Inferno, một vũ khí cực kỳ bá đạo và nó là cây vũ khí yêu thích của mình. Các bạn chơi God thì các bạn thích bên nào? Mình thì mình thích bên God thôi, chứ không thích làm người đi săn. Đấy, thằng này là gì ấy? À, múa gậy lừa tình này. Vâng, thành phần như thế này thì mình gặp rất là nhiều. Nó chém gậy tào lao thế thôi. Lát mình hiện thân ra một cái nó rút súng ra nó dã ngay. Con này không phải dạng vừa đâu. Ui, cái gì ấy? À, đú rồi. Cứ tưởng là nó lừa tình thôi, hóa ra là nó thích đú thật. Hồi trước thì chơi gót rất là dễ, chúng ta chỉ cần cầm dao qua tìm bạn mà chém chết hết thôi. Bây giờ khác rồi, bọn nó biết chơi hết cả rồi anh em ạ. Gãy một bé. Thằng này làm gì đây? Úi rồi, chém cũng trúng kìa. Á, thằng này không thấy mình. Ô kìa, vãi xoài. Đơn giản một nốt nhạc. Gặp mấy thằng không biết chơi rồi. Gặp mấy thằng biết chơi thì khó lắm. Hồi trước thì chơi đơn giản lắm. Bây giờ thì bọn nó biết chơi hết cả rồi. Gặp toàn những cái phòng mà nó chơi rất là hay, gót không thể tiếp cận được. Chúng ta chỉ đi đặt bom thôi. Chơi chế độ này thì nếu mà gặp thằng nó chết hay ấy, thì các bạn nên đi đặt bom chết nó để có thể đơn giản hơn, đơn giản hóa cái việc win với lại không win. Chứ còn các bạn cố gắng giết tụi nó thì khó lắm. Bọn này chết rất là hay. À đây rồi. Úi dồi ôi, hay vậy. Mới vào thôi, thiên nhiên đã quay mặt sang mình luôn. Bị mệnh. Mình rất thích những thằng mới vào nhá, chúng ta chỉ việc qua mà chém thôi. Rồi còn mỗi nó. Hay quá, vâng, team bạn là team mình ăn hết rồi. Đập headshot. Quái xoài. Vâng, bình tĩnh thôi, cho mình ăn với. Đậu xanh, ăn hết rồi thì mình ăn cái gì đấy trời. Từ từ thế nào. Rồi nó đẩy ra kìa. Chúng ta sẽ qua nhà tìm bạn. Có cái gì hết kẹt này. What the fuck. Đây rồi, mới vào này. Mới vào này. Mới vào này. Đây 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 đây. Đây đây. Đơn giản thôi. Mình rất thích những thằng mới vào như này. Vâng, bọn kia chết nó không hiểu lý do tại sao luôn. Mà cứ như thế là nó sẽ thoát. Chắc chắn luôn. Còn hai thằng nữa. À, đây rồi. Nó ở dưới kìa. Úi giời, nó cầm sốc. Bình tĩnh thôi, để cho nó bắn thằng kia hết đạn cái là mình lao vào mình chém là vừa rồi. Cứ đợi, đứng đây mà đợi thôi, há miệng chờ sung. Ơ, chạy rồi à, lao chém nó luôn đi. Úi dồi, úi dồi, nó cầm xẻng đập chết rồi kìa. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Ok, vâng, bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc bạn đã phải nằm xuống rồi. Thằng kia đập xẻng hay đấy anh em ạ. Cơ bản là nó cầm sốc nó bắn sao không trúng thằng kia à? Hư cấu. Úi dồi, cái gì ấy? Thôi thằng kia cầm sốc thì mình không đủ được. Vâng, sốc thì nó rất là bá đạo trong chế độ này. Bắn linh ta linh tinh vẫn trúng. Mà không hiểu tại sao cái thằng kia nó không bắn được. Trận này mình cầm bom. Có lẽ mình nên đi đặt bom hay là... À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi rồi. Đậu xanh. Mới vào thôi mà. Phản xạ nhanh vậy. Vâng, mấy thằng này tay nhanh hơn não như thế này thì đúng là nguy hiểm thật. Phải công nhận. Vai xoài. Nó mới vào thôi, nó chưa kịp load hết map rồi nó đã bắn được mình rồi. Bắn hết shot nó mới ghê chứ. Đậu phộng. Thiếu tí nữa là nó lên chầu Tây Thiên rồi. Ok, bom đã được gài. Bây giờ chúng ta chỉ việc đứng thủ bom thôi. Rất là đơn giản. Bom này đặt hơi xa mình. Quả này mình phải lao ra để cứu bom rồi. Thế đứng ngoài này để lao ra cứu bom đơn giản hơn. Úi dồi ôi, cái gì vậy? Bình tĩnh. Bình tĩnh xem nào. Bình tĩnh xem nào. Còn một thằng. Ui, ở trong kia kìa. Trong kia kìa.
Ô chạy kìa vãi giòi. Ô mình cứ tưởng là nó sẽ ra cơ. Nó sẽ vì quả bom mà lao ra cơ. Thế đấy nào nó chạy luôn ạ. Vâng, bỏ của chạy lấy người. Vãi xoài. Hay đấy. Đồng đội rất thích những cái thằng như này. Hello, rồi có người biết mình rồi. Hay làm demo. Mình sẽ đứng đây chờ anh em vào đặt bom. Hay quá, được rồi. Lao xuống đấy. Ủa, làm gì ấy, làm gì ấy. Đứng một chỗ cận chiến. Vậy thế luôn. Ủa, ôi, anh em từ từ nào, cho mình ăn với. Làm gì mà căng vậy. Ủa, thằng kia nó sấy kìa. Bị mệnh gì vậy. Gì vậy ba. Kia nó gỡ ạ, ok, hay. Nó ở dưới. Nó chờ sẵn rồi. Chỉ cần tiếng gỡ bom được rung được reo lên thôi thì u rồi tim mình kìa vai xoài bằng nó rẽ không còn gì luôn ạ, sợ thật ý. Mình chỉ biết đứng nhìn thôi, hài thật. Chắc chắn là mình sẽ tiếp tục trận nữa, trận này kết thúc hơi bị nhanh. Bọn kia nó cầm xẻng và nó ra kinh khủng tởm. Ok. Ok, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Ở trận này mình vào sớm nên mình sẽ qua nhà team bạn và gây cho team bạn một sự bất ngờ. Đấy, những thằng mới vào ấy thì nó sẽ chết mà không hiểu nguyên nhân là tại sao. Và mình sẽ là người làm điều đấy. À hi hi. Đây rồi. Một bé. Úi trời ơi, thằng kia nó thấy đồng đội nằm xuống ấy, nó thụt ngay. Á đù, vứt ra. Vẫn ra này. Đâu rồi? Còn thằng nữa đâu? Anh em đâu? Đặt bom đi. Quái xoài. Lúc nãy thì hình như là mình thấy nó chạy sang B hay sao ấy. Mình sẽ sang B để check xem nó có ở bên này không. Vẫn còn đúng một thằng. Không biết là nó đi trốn chui trốn lủi ở đâu rồi. À, nó đang vùng vẫy ở dưới này. Vãi. Tuy nhiên bị nắm đấm bóp vàng, đấm chết. Đen. Tất cả chỉ có thể là đen thôi. Mà đỏ thì vẫn vậy. Quả này mình cầm bom rồi. Ok, thì bạn vẫn là người vào sau. Mình có nên đẩy qua nhà không ta? Để xem có thằng nào mới vào không. Không có ai này, không có ai thủ hồi sinh. Thì mình sẽ đợi thằng nào mới vào. Vẫn không có ai thủ ở đây luôn. Hay vậy. Ô. Trốn không người. Không có ai đứng thủ. Có lẽ mình vào đặt bom thôi. Cũng đơn giản thế. Không có gì có thể đơn giản hơn. Mình nên đặt bom ở đâu ta? Đặt bom ở đây, ok. Mình rất thích đặt bom ở đây và nấp ở sát tường. Như thế thì chúng ta chỉ việc lao đến và chém thôi. Không thì có thể lên đây, ok. Lên đây đi, lên đây cho nó an toàn. Ơ kìa bom kìa. Ơ cái đầu xanh. Ơ không thằng nào đến gỡ ạ. Đùa thật đấy. Vãi xoài, anh em nó nuốt sạch rồi. Thôi, bỏ đi. Chúng ta sẽ cùng đợi bom nổ. Giây phút thiêng liêng. Cái định mệnh chán thế nhở. Không biết thằng kia đâu rồi. Bom nó không thèm gỡ luôn. Ông bộ này chơi kiểu đi trốn rồi. Vứt của chạy lấy người. Chán thế. Ok. Chắc là nó sang B check. Thằng kia chỉ ngu. Chắc có lẽ tìm bạn nó qua bên bên nó check bà rồi. Đen. Vâng, thằng kia đen quá. Ok. Chắc nốt đoạn này mình sẽ nghỉ thôi. Thì mình vào xem. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, cái gì này. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Chạy đâu con lợn này. Lợn đi đâu.
Rồi, bom đặt được ở side B rồi. Ok, ui, sai B mà lên đây. Ui, cái định mệnh. Mình có nên. Thôi chắc mình sẽ đi vào đây, còn chứ không đuổi theo. Vâng, sai B mà đi đường đấy thì đúng là sai. Sai càng thêm sai. Ô kìa. Ô kìa, sao bé không chết? Ô sao bé không chết? Thôi bỏ đi, thằng này nó chơi kiểu nhấp nhổm khó chịu. Mình sẽ cứu bom. Cứu bom. Ô kìa, vãi. Này nhây này, nhây này, win nha. A à, hí, hí. Rồi. Ok, xong mình sẽ kết thúc clip tại đây. Bye bye tất cả mọi người.